Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của Tel4vn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm items trên Zabbix Server. Vậy, item là gì? Item được định nghĩa dưới dạng một form chứa thông tin cụ thể, cần thiết cho việc giám sát. Khi khởi tạo một host bất kỳ trên Zabbix, ta cần add một vài item cụ thể để phục vụ cho việc get chính xác cái data theo thời gian thực mà chúng ta muốn giám sát. Có nhiều loại item type khác nhau phụ thuộc vào mục tiêu và mong muốn giám sát của người quản trị. Các item type đến từtừ các nguồn khác nhau như Zabbix Agent, Zabbix Agent Active, SNMP, HTTP Agent, SSH Agent, Telnet Agent, Symbol Check, v.v. Mà phổ biến nhất là từ Zabbix Agent và SNMP. Ở phạm vi của topic này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khởi tạo và cấu hình item từ Zabbix Agent. Trước tiên, ta cần có một Zabbix Server, một máy chủ cần giám sát, và cài đặt Zabbix Agent lên máy chủ đó. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một Zabbix Server version 5.0, một máy chủ Linux với hệ điều hành CentOS 7.2 đã được cài sẵn Zabbix Agent phiên bản 4.0. Zabbix Server -v để kiểm tra cái Zabbix Server phiên bản Zabbix Server của mình là 5.0 ha. Còn đây là cái máy CentOS 7 mình dùng để monitor giám sát cái máy chủ máy ảo này, cái máy này. Thì mình sẽ kiểm tra cái phiên bản hệ điều hành là CentOS 7.2 ha. Tiếp đến mình sẽ kiểm tra phiên bản Zabbix Agent mình đã cài đặt trên này. Zabbix Agent -v hoa. Rồi, phiên bản Zabbix Agent mà mình đang có đây là phiên bản 4.0. Rồi. Đầu tiên ta cần kiểm tra về cấu hình của Zabbix Agent. Thì Zabbix Server của mình có IP là 10.250.0.6. Đây mình đã thiết lập sẵn rồi ha. Đây là máy chủ IP của Zabbix Server của mình. Đây đúng là 10.250.0.6 rồi. Bột default sẽ là 11.0.0.5.0. Bột default là 10.0.50. Ta sẽ check bột ở đây. Netstat-ntgop. Đây, bột 10.0.50. Đây là owner bởi Zabbix Agent. Rồi. Rồi, để tiến hành khởi tạo item với Zabbix Agent, ta cần kiểm tra xem Zabbix Agent trên máy này đã thu thập được những thông tin gì. Thì Zabbix Agent được cài lên một hệ điều hành, thì sau đó Zabbix Agent sẽ đi thu thập collect tất cả các thông tin. Thì sẽ có định dạng là key, định dạng xong rồi tới data. Thì cột bên trái chúng ta sẽ có là key. Ở đây mình lấy ví dụ key là system uptime, định dạng view, và data là một chuỗi số. Ta sẽ dùng hàm Zabbix get để get cái system key này. Zabbix get trừ s. S ở đây là host, định nghĩa của host. Host là cái IP của cái máy mà chúng ta muốn giám sát. Trừ b. B là bot. Bot default là 10.0.50 khi nãy. Trừ K. K là key item. Key item mình sẽ lấy key item khi nãy là system uptime. Test thử ha. Rồi, system uptime sau khi mà mình get thì sẽ cho ra dãy số là 992100, tương ứng với cái dãy số của bên Zabbix, bên cái máy ảo bên kia. Đơn vị là giây ha.
Rồi, bây giờ ta có được cái key item rồi. Ta sẽ khởi tạo host trên Jabbit server. Host, chúng ta cần khai báo cái interface agent là IP của cái máy cần giám sát. Default default là 10050. Đặt cho nó một cái host name. Ta đặt CentOS 7 đi ha. Và gán vào một group. Ở đây thì mình có sẵn là cái group Jabbit Training. Rồi, ta sẽ phải tạo host trước. Ở đây sẽ có cái availability này là cái mà định dạng chúng ta kết bắt giao thức bắt tay giữa Jabbit server và Jabbit agent. Thì chúng ta đang dùng là giải pháp là Jabbit agent, cho nên thì tí nữa chỗ này sẽ hiện lên là chữ ZBX. Khi mà chữ ZBX nổ màu xanh á thì mới là hoàn thành quá trình bắt tay và bắt đầu giao nhận thông tin giữa Jabbit agent và cái máy cần được giám sát. Quá trình này tốn khoảng vài phút ha. Trong thời gian chờ đợi quá trình này thì ta sẽ đi khởi tạo một cái item. Khởi tạo cái item dựa vào Jabbit agent. Rồi, đây là cái host trắng ha. Empty hoàn toàn, ta sẽ tạo create new item. Ở đây item name chúng ta sẽ đặt là system uptime dựa vào cái item key khi nãy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có nhiều time nè, type như ban đầu mình nói nè. Thì hiện tại chúng ta sẽ sử dụng cái Jabbit agent key. Key là chúng ta sẽ lấy cái system uptime là key. Rồi, key là system uptime ha. Host interface là như khi nãy chúng ta khai báo. Dạng này là dạng số, cho nên chúng ta sẽ chọn numeric là định dạng của cái giá trị mà item gửi về. Unit đơn vị là giây. Dưới đây thì chúng ta cứ chọn default thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc khởi tạo item key, item với Jabbit agent. Bây giờ cái phần này chưa xanh, chắc phải tốn một khoảng thời gian nữa để xem cái giá trị của cái item mà chúng ta vừa khởi tạo. Ta sẽ vào monitoring last data là sẽ thấy interval là 1 phút ha. 1 minute. Ta vào last data để check cái giá trị data cuối cùng mà hệ thống nhận được, hệ thống get được từ cái máy cần giám sát. Đây, ở đây chúng ta có một giá trị là system uptime nè. Mình sẽ get thêm một giá trị nữa là host name ha. System host name đây. System host name của mình đây trả về data là CentOS. Mình thử create thêm một cái item nữa ha. System host name. Và đây chắc chắn là định dạng character rồi, không phải là định dạng số khi numeric khi nãy nữa. Chúng ta phải chọn character. Không có đơn vị. Chuỗi mà, định dạng chuỗi mà. Đây. Đã sáng chữ ZBX là đã hoàn thành xong quá trình bắt tay giữa Jabbit server và Jabbit agent. Rồi, sau khi tạo xong, đây, chúng ta đã get được cái system uptime ha. Và hệ thống sẽ tự quy đổi cho chúng ta từ một sủi số đơn vị là giây thì sẽ tính ra được là 11 ngày 11 phút, 11 ngày 11 giờ 39 phút. Cái đó là qua giá trị uptime của chúng ta ha. Uptime là khoảng thời gian khi mà hệ thống vừa mới start lên, là cái thời gian sẽ tăng dần cho tới khi nào mà hệ thống bị restart lại. Nó gọi là system uptime ha. Đây chúng ta có graph nè. Graph tức là biểu đồ.
Đó, đây là biểu đồ của cái item System Uptime. Mỗi cái item sẽ tương ứng với một cái graph tương ứng. Chờ xíu để JBit Server get luôn cái phần mà System Hostname này. Sở dĩ khi chúng ta dùng command mà chúng ta get được liền, mà ở đây trên giao diện web chúng ta cần phải đợi, tức là đợi interval, thứ nhất là đợi interval 1 phút thì mới renew một lần get. Thứ hai là sau khi get xong là sẽ lưu vào database, và cái mà chúng ta đang nhìn là sản phẩm được load lên từ database. Đó, cái luồng traffic nó đi là như vậy. Chúng ta kiểm tra sơ lại ha. System hostname, đúng rồi. Đây, last value, giá trị cuối cùng mà JBit Server nhận được là chuỗi CNS 7 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử change hostname của cái máy này thành một cái giá trị hostname khác để xem chúng ta có nhận được thay đổi hay không nha. Chain thành JBit Training đi. Ta sẽ show thử JBit Training trừ B luôn ha. Rep cái hostname luôn. Đây, giá trị đã thay đổi liền luôn ha. Thay đổi thành JBit Training chuỗi string luôn ha. Đây là giá trị của cái value của chúng ta đã thay đổi từ CNOS 7 thành JBit Training. Rồi,